Bad Susday, Puk my bonpon rock near. Bad Susday, Susan, certain rock near. A needle crewman with old Marian Batartit. With only good chung behind be chimmed out. Chung chimmed out and good chimmed out. Late bay. Chimmed out tea bay. No tumpo tea has a pram. The canon zipper boom. Rue young height has a pussy circle. But young a low young merge, not deep by young, but he and Jim not get a poo mow. Poo mow, twirls row, dumb nap, ban. Bay roy, size a pram choch, jets a pram kilogram. Nung stroke sigh, ban. Pee roy, choch, cows up kilogram, loss row, dumb nap. Ban. Chẳng nó không bật hiện chùm nào thì thà sâu xáy bàn bì rồi cho cao sập kì lô gram nâng cứ lơ sâu tùm nào chẳng à bì rồi à tùm ngôn bì rồi cho cao sập kì lô gram nâng cứ chia tùm ngôn lơ thế mình men chia tùm ngôn bật bật gót rồi bó sâu xáy thế cứ chia tùm ngôn đá kì bạp thả lơ cứ chia tùm ngôn đá kì bạp thả lơ sâu tùm nào We cheat the moon stroke side the love stroke of now. Man men cheat them no, man men cheat the moon put the card robot stroke side in day. But Jung Snogazo tile, poo mouth for stroke ban tang off, but man kilogram. Jung can add him not get so chung dung to noon thing off jung. Can add a kissu chung dung thing off jung, but jet hatch him not good for Paul. Paul Boke, the side of the sake of that thing. Oh, then all many that young dungs are up thing. Oh, so up good for Paul Boke. But young, moon young for Paul Boke thing. Oh, ban Lutra tie young rock to moon stroke side of Kern Jimunson. The ban young rock to moon stroke thing. Oh, ban Bata Chapadam. The young Chapadam shall I can crown up near. But I can't catch large and not going to mean be good to proman with tea. I don't be a child, but proman with tea good young rib. Manchoma, but I the bone good young throw rock to moon stroke side of current Jimunson. Proman get a p roy judge cows of kilogram good cheat to moon stroke side dial. Chia tùm ngôn sợi xài đài lơ sợi tùm nạp. Mình mến chia tùm ngôn bật bật rô bó sợi xài đường tì. Cứ chia tùm ngôn đài lơ. Chia tùm ngôn sợi xài đá bánh tay chia tùm ngôn đài lơ tì. Chia tùm ngôn sợi xài đài lơ sợi tùm nạp tì nó. Mình mến chia tùm ngôn bật bật rô bó sợi xài đường tì. Trong dân trâu rốt tùm ngôn sợi xài ở khân chìm môn sân. Cứ dân trâu dốt tùm ngôn sợi tùm nạp. Bốt nâng tùm ngôn sợi xài đại lợn nó cứ khơi tùm ngôn sợi xài bật bật cọ đây nữa và trong trong bột máu tùm ngôn sợi xài đại lợn sợi tùm nắp cứ lơ pi rồi cho cao sấp kg trong trong bột máu pram bột pram ở pram bột sốn pram pram pi bột nâng và pram pi bột nâng pram bốn việc khơi đập pram mùi đập pram mùi dân từ xe lên pram mùi đập trà tốt mùi nâng khẳng mục lịch pram khẳng lơ lịch pram khẳng mục này cốt này bạn trong trá dân vô cả trá nó một bông cho mùi nâng lịch pram nó mất mùi bông pram của mùi và mùi bông số nơi của mùi xin nhà cho những cư dân tự lệ nơi đỡ đá buôn bột nâng số mà buôn bay bột nâng pí mà pram chân tùm ngôn sâu xài bật bật cót cứ tùm ngôn bật bật cót rồi bỏ viết cứ pram rồi xài sập pram mùi chết hóc sập pram kilogram anh ấy cứ chia tùm ngôn bất bật cót rồi bó sợ xài bạn trong dân khơi nhập lại với màu bồng pinh là kháng rồi biếp trở lại màu bà chứ pram rối xài sập pram mùi cho hóc sập pram kilogram anh ấy chia tùm ngôn bất bật cót rồi bó sợ xài bà chân đập bê dân khơi tùm ngôn bất bật cót rồi bó sợ xài hỏi tổ máu dân rốt tùm ngôn sâu tàng pi lớp tùm ngôn sâu rộp tàng pi
ទំងន់ស្រូវសរុបទាំងអស់គឺយើងយកទំងន់ស្រូវលើកទី1គឺ 346.65 ចឹងទម្ងន់ស្រូវទាំងអស់របស់ពូម៉ៅគឺគេយកទម្ងន់ស្រូវដំណាប់បូកនឹងទម្ងន់របស់ស្រូវស្រឹកខ្សែចឹងស្រឹកខ្សែដែលយើងរកឃើញខាងលើមិញហ្នឹងគឺ 10 សេសូនត្រាទុក 1 បាន 6 6 7 8 6 និង 6 វា 14 14 សេលេខ4ត្រាទុក 1 ទៀត 1 6 6 6 6 12 សញ្ញាចុចនេះបូកសញ្ញាចុចគឺស្មើនឹងសញ្ញាចុចដដែលសញ្ញាចុចបូកមកទម្លាក់មកចុងឃើញ 12 12សេលេខ 2ត្រាទុក 1 ចំលើចំពីលើលេខ 4 4 6 5 5 6 9 9 ទៅមក 3 + 5 5 ឃើញ 8 ចឹងវាឃើញចម្លើយសរុបឃើញចម្លើយទម្ងន់សរុបឃើញទម្ងន់ស្រូវសរុបទាំងអស់ទម្ងន់សរុបស្រូវទាំងអស់គឺស្រូវខ្សែហើយនិងស្រូវដំណាប់ចឹងសរុបចូលគ្នាទៅគឺឃើញ 892.40 គីឡូក្រាមចឹង 892.40 គីឡូក្រាមនេះវាជាទម្ងន់សរុបទាំងអស់របស់ទម្ងន់សរុបទម្ងន់ស្រូវសរុបរបស់ពូម៉ៅទាំងអស់គឺទាំងស្រូវខ្សែទាំងស្រូវដំណាប់ចឹងយើងឃើញចម្លើយយកវាបំពេញនៅខាងរបៀបឆ្លើយមកបាទគឺ 892.40 គីឡូក្រាមចឹងយើងឆ្លើយថាពូម៉ៅឆ្លើយថាស្រូវពូម៉ៅទាំងអស់គឺមានទម្ងន់មានទម្ងន់ប៉ុន្មានទាំងអស់យកទម្ងន់ស្រូវដំណើរបូកនឹងទម្ងន់ស្រូវខ្សែមកគឺឃើញ 892.40 គីឡូក្រាមបាទចឹងឥឡូវនេះគឺជាទម្ងន់ទាំងអស់របស់ទម្ងន់ស្រូវទាំងអស់របស់ពូម៉ៅបាទចឹងចំណោទទី3នេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដែលបានទស្សនាវីដេអូមេរៀនមួយនេះហើយបើពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងវីដេអូមេរៀនមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទសូមអរគុណ